Ủa là con. Thế rồi quý vị bạn thân mến, mình đang có mặt trước cổng chợ to chợ Đông Ba, sau khi đi chợ rồi mua hết đồ rồi thì tính đi về, nhưng mà vừa đi ra thì có mấy cô chạy ra nói là anh ơi giúp đỡ dùm cho cái trường hợp này. Dạ cô cứ để nằm cô cũng sao. Dạ thôi cô cứ để. Được rồi cô, được rồi cô, sao đâu cô. Cô là gì của ảnh? Dạ. Cô là mẹ của ảnh hả? Dạ dạ dạ. Cô là mẹ hả cô? Dạ. Ảnh là con thứ mấy của cô vậy? Dạ. Em một nữa thôi. Dạ. Cô năm nay nhiêu tuổi con? Năm nay 75. Dạ. 75 tuổi. 75 tuổi. Em là 34 tuổi. Dạ. Em 34. 34 tuổi. Dạ. Là cô 75, là cô 40 mới có được mới có ảnh. Dạ. Ảnh bị sao vậy cô? Bị bẩm sinh đó. Dạ. Bị bẩm sinh. Dạ. Bị bẩm sinh. Bị bẩm sinh á, sinh dạ. Ráo từ khi nhỏ rồi. Bị từ bé luôn hả cô? Dạ. Mà bệnh sao? Bệnh sao mà bị trời thế? Chậu hẳn sinh ra bình thường nữa, nhưng mà hẳn dạ. Dạ. Nhưng còn cảm giác không? Cái chân còn cảm giác không? Dạ đi vô trong mát đi cô, đây nắng quá, nắng quá. Vậy đâu bò ra cho hắn cần nóng đó. Các bạn thấy cái xe này có coi như hai mẹ con, mà mẹ thì 75 tuổi, con 30 mấy tuổi mà bị tật từ bẩm sinh. Rồi cô cứ đẩy. Cô ban ngày cô làm cái gì? Cô đi bán vé số hả? Dạ. Dạ. Cô đóng gym á, ăn quá. Dạ dạ dạ. Đây là chương trình. Dạ. Sẽ tới xí cho. Dạ sẽ tới xí cho đỡ đỡ nắng. Dạ. Chật đường mà lái. Rồi. Dạ. Không biết có bạn nào biết hoàn cảnh của hai mẹ con cô tham gia chương trình Hát Mãi Ước Mơ mà để giúp đỡ cho. Xin lỗi cô tên gì cô? Dạ, tên là Hoàng Thị Màu. Hoàng Thị Màu hả cô? Dạ. Thấy khổ quá, cô năm nay bảy mấy tuổi, chú còn không cô? Dạ, không có. Không có chú hả? Dạ. Có. Có cái bùng chuyển đi được này. Chú ơi, chú, chào cái bình tôi chứ bà ơi. Nắm chuyển đi chứ. Anh có nói được không? Có nói có nghe được không? Dạ, không. Không nói không nghe được hả? Nói được không? Ừ. Đó rồi đi ra mọi người trắc ẩn thì mỗi người cho một chút, có người cho 10.000, có người cho 20-30.000, rồi bà cũng bán vé số, ngày bà bán được bao nhiêu? Dạ cái mai kêu mà 50 tại đó muốn hết rồi. Ngày bán 50 tờ mà không hết. Dạ. Quê Quảng ở xa lắm, tính Trúc Lâm tới nằm. Cô ở đâu? Quê cô ở đâu cô? Ở trên Trúc Lâm á. Trúc Lâm hả cô? Dạ. Rồi cô ở đây thì cô đi xuống đây bằng cách nào? Đi bộ.
đi khi 3:30 sáng về tàu đây 7:30 có. 3:30 sáng đi tới đây tới 7-8 giờ. Dạ. Ba tiếng mấy, khoảng 4 tiếng. Mấy. Là cô cứ đi bộ từ trên Trúc Lâm xuống đây. Dạ. Rồi xong rồi tới mấy giờ cô từ đây cô về lại? Chưa đi bên đến tàu 2 giờ. Dạ. Thì 2 giờ mới lên. Dạ. Lên là tàu 6 giờ xong rồi chứ về tàu nhà. Dạ. Có khi xiêm thì nấu cơm ăn, có khi giặt thì bỏ gọi mấy cua vào rồi. Dạ. Đi lên mệt ra rửa rồi đó. Dạ. Khoảng 2 giờ là cô về nhà lại. Là đẩy xe vậy, vậy một ngày là đi trung bình 8-9 tiếng đồng hồ như vậy. Dạ. Hả? Từ Trúc Lâm đi đi lên về về. Dạ. Ồ. Trúc Lâm là thuộc huyện nào của Thừa Thiên Huế cô? Xã Hưng Long. Xã Hưng Long. Xã Hưng Long. Dạ. Dạ. Khổ quá, bao nhiêu năm nay là cứ vậy đó hả cô? Dạ. Là cô bắt là từ khi sinh ra là dạ, là cô đã cứ phải như đẩy cái xe đi đi. Dạ, suốt. Dạ. Vậy luôn hả? Dạ. Còn đầu là bể tay sắt thủng mì. Dạ. Lúc sau mà mày người hồi cho rồi có hồi tôi hồi. Dạ. Cho chết xe lăn. Thế là hồi xưa trước thì cô còn sức khỏe cô đừng đi làm được. Dạ. Đúng không? Dạ. Tay bông hàng tay sắt thủng mì đi bạn đi quánh chờ chứ còn đi bạn nữa. Còn là nuôi sợ nuôi hẳn tôi không. Dạ, làm. Dạ. Sao. Dạ. Bạn thì tôi. Ừ. Khi mà đi thảo mà về thì bạn thì tôi nói là nó hẳn là bị tập sinh nặng rồi. Dạ. Bây giờ chưa không có thể chữa được. Dạ. Nói là bác á, là bác chữa cho cháu đi. Dạ. Dù cháu có lồng cục bác xương cũng lo cho cháu. Dạ. Ông bây giờ chưa mẹ. Dạ. Cứ bồng hẳn đi cả ngày với xin như vậy. Dạ. Về đi bảo như vậy mà lời được bao nhiêu. Dạ. Một cái về một tháng thuộc của hẳn á là coi như một cái phải của hẳn là 120, lúc nào 120 nó cũng khó lắm. Dạ. Nhưng mà cứ mua ông cũng cho. Dạ. Ông cho 60 nha, ông cho ông lại 60 thôi. Dạ. Là về của 3 ngày. Ừ. Dạ. Mà rồi cuộc quá là cái phải 20 á. Là dạ. Ông nói giờ chứ cũng khuyên mẹ là mẹ đừng có buồn cháu bị bẩm sinh. Nhưng mà bệnh gì bà biết không? Dạ, nói hẳn là bị bẩm sinh là bị não đó. Bại não á hả? Dạ, dạ. Nên chứ chưa bạc có mẹ đừng có mong chứ hết chứ. Chứ mẹ có nuôi cháu được ngày nào hay ngày đó. Ừ. Chứ giờ chưa đừng chịu. Ừ. Cách chị chữa được nữa rồi. Trời, hồi nãy mình đang đứng sao mình nghe có mấy có chị kêu Coleman lại cho cô này một ít tiền. Mình quay lại mình thấy cô đang đẩy cái xe từ xa thấy rất là nghiệp thấy thương. Rồi phía trước nè, phía sau nữa. Ờ. Làm nhiều người khổ quá. Rồi làm sao mà giúp hết được. Ủa cô có cái số điện thoại liên lạc gì hay không? Để... không có ngôn từ gì luôn, mình không có nghe được không? Có nghe được không? Không có nói được không? Nói không được luôn nghe không? Dạ. Nãy em kêu anh đó hả? Ai kêu anh vậy? Dạ em kêu. Em á hả? Dạ em kêu. Con đến đi bài hồi bữa hồi nhỏ chứ rồi. Ừ. Hai mẹ con ạ. Nè. Dạ. Hai cực quả mà rồi đến chỗ... Xa quá đi, ngày xa, đi 4 tiếng mấy đồng hồ. 4 giờ sáng là hai mẹ con đẩy xuống đấy thôi. Dạ. Rồi chiều là ngang cho 2 giờ là đẩy lên lại. Đường số đồng hoài mẹ mau mô. Trời, không biết ở đây ở chắc cô thường đi ở chợ này phải không cô? Dạ, mô ít bà bồn hẳn đi ngay thôi cho dạ. Đi chứ hả mẹ con đi một dạ. Chị hát được không? Chị biết em, hát không? Em hẳn à, tưởng chị tưởng chị hát được, chị tham gia hát mãi ước mơ đi giúp cho rồi. Không biết ở khu vực này ở chợ này có ai hát hát được thì hát đi hát giúp cho hai cô chú nè. Hai hai hả?
số cho con nha. Thôi mấy giờ làm gì tắm sóng lên mà bộ mà... Không có gọi được, tắt cung mà đâu có thấy gì đâu gọi. Cái số điện thoại mẹ á. Nè, Ngân ra đây đọc số đi Ngân. Nè, lấy cái số, bấm cái số của cô đi. Bấm số của cô rồi gọi qua mấy em thử coi được không. Cô tên gì cô? Cô Hoàng Thị Mầu. Còn bà ảnh, còn anh bạn này tên gì? Hoàng Văn Minh. Lấy họ của cô hả? Ồ vậy là sau khi cô sanh anh là chú là ba cháu không có hả? Dạ. Trời ơi, không có bố. Kiếm con nuôi bây giờ mình mình được. Không được. Không được hả? Thôi hy vọng rằng là cái sau khi coi video này thì chắc là hy vọng rằng cũng sẽ có một vài bạn trẻ nào hay là những người nào ở cái chợ Đông Ba này tham gia chương trình Hát Mãi Ước Mơ để làm cái cầu nối để giúp cho cô Hoàng Thị Mầu và bạn Hoàng Văn Minh và ông. Tóm lại là rất là nhiều cái hoàn cảnh khó khăn, rất là nhiều người nghèo khổ đó đứng chung quanh mình, người nào thấy cũng nghèo hết. Người bán vé số cũng nghèo, người nói chung là tất cả rất là nhiều người nghèo mình không có thể nào giúp được hết. Nhưng mà thôi thì coi như là duyên. Đó thì gặp được ai thì giúp người đó, giống như chị này rất là dễ thương, chị cũng không có, chị không lo cho chị mà chị cũng khổ thế mà luôn, chị cũng không lo cho em dạ. Còn sức khỏe là mình cứ cố gắng đúng không? Vậy thôi. Dễ thương vô cùng. Rồi phía sau này có cậu bé cũng bị đó mù luôn ha, cũng khiếm thị hoàn toàn luôn, không có thấy gì hết luôn. Rồi hai chị em rồi đi bán tâm bông phải không? Hai má con hả? Em là má hả? Trời má sao giống như hai chị em vậy? Dạ thôi cái này con biếu cô nhé. Dạ. Thôi một chút xíu tiền mặt thôi, cô không biết là có làm. Nhưng mà hy vọng rằng là cái video này chia sẻ với quý vị các bạn thì mọi người sẽ có đi đâu ăn đây thì giúp được ai thì giúp nha. Chứ còn bây giờ nhiều người quá mình cũng không biết làm sao. Dạ thôi cô có gì dạ con xin phép chào cô. Chúc mẹ cầu bên áo. Dạ. Rồi thôi con giúp cô trước nha. Dạ, rồi dạ. Dạ rồi ok. Dạ. Anh cười kìa, anh vui kìa, cười kìa. Cười là mừng là cười lắm. Rồi thôi đây bé, cậu bé này rồi cho con này nha con. Rồi ok con. Rồi. Hát được không? Em hát được không? Khu này hát được hả? Đăng ký tham gia Hát Mãi Ước Mơ đi con. Hả? Con có đăng ký hát không? Bây giờ con đăng ký như thế nào không? Con đăng ký như thế nào kìa, có ai qua lấy điện thoại anh kìa. Hát tặng ai đó? Hai mẹ con mà sao nhìn giống như chị em vậy nè. Anh mẹ con á. Dạ hai mẹ con hả? Con ba đâu? Dạ ba đi. Ba đi cái khô. Đọc sổ điện thoại đi. Đọc sổ điện thoại đi. Tư cái đó. Hay là cười qua, đang cười vui quá này. Biết hay hiểu hả cô? Hiểu hả? Dạ. Vui nha. Vui nha. Cảm ơn em nha. Không có tiền lắm.
chiều đa số đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.